Nam em nói gì khi được khuyên cưới Thuận Nguyễn? Tiếp chiêu đi chờ chi, trở lại với sự tham gia của Việt Hương. Nam em Thuận Nguyễn, Hoàng Phi và Võ Tấn Phát, đặc biệt trong tập 7 của chương trình còn có khách mời Duy Khương, quán quân đấu trường Tiểu Lâm. Mở màn, nam em thích thú khi có dịp tái ngộ Thuận Nguyễn. Cả hai quấn quýt thể hiện sự thân thiết khiến các đồng nghiệp phải nhường lại tiêu điểm sân khấu cho bộ đôi. Nữ diễn viên cho biết, sở dĩ mất tích thời gian qua là do bận rộn đi thi Hoa hậu và đầu tư vào âm nhạc. Trở lại chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi, cô hy vọng mang đến nhiều phút giây thú vị cho khán giả. Tiếp theo, các nghệ sĩ tham gia vào loạt trò chơi vận động để so kè tài năng. Ở trò 1-2-3 tạo dáng, Thuận Nguyễn trở thành kẻ săn mồi khi canh giữ vạch đích, không để các người chơi vượt qua. Mỗi lần nam diễn viên quay người lại, nếu phát hiện ai đang chuyển động sẽ bị loại. Nam em khiến khán giả bật cười khi lặng lẽ nhảy ếch đến vạch đích. Vì mang giày cao gót nên nhiều lần nữ ca sĩ mất thăng bằng, ngã lăn quay trên sàn. Trong khi đó, các người chơi còn lại lăn xả với nhiều tạo hình khác nhau. Ở phần thi tiểu phẩm, nam em Việt Hương nằm ở chi tuyến khác nhau. Nam em nhanh chóng chiêu mộ Thuận Nguyễn và Duy Khương. Các thành viên còn lại gồm Hoàng Phi và Võ Tấn Phát về đội của sao phim Nhà Có Năm Nàng Tiên. Nhận quyền thi trước, đội nam em đảm nhận vai trò tung chiêu với tiểu phẩm Vợ Chồng Già. Nữ diễn viên cùng Thuận Nguyễn hóa thân thành đôi vợ chồng mặn nồng. Cả hai không ngại trao cho nhau những cử chỉ thân mật và ngọt ngào, khiến đối thủ bất ngờ. Đặc biệt, nam em không khỏi thâm sâu khi tung nhiều phát ngôn mặn mòi, buộc đội bạn phải ghi nhớ và diễn lại toàn bộ trong phần tiếp chiêu. Về phía đội Việt Hương, các nghệ sĩ một phen chật vật khi diễn lại nhiều phân cảnh phức tạp của đội bạn. Từ cảnh tình cảm của vợ chồng ra cho đến lúc cao trào khi kẻ trộm Duy Khương xuất hiện, mỗi đội với một phong cách diễn xuất khác nhau, đã tạo thành hai phiên bản vợ chồng ra vô cùng hài hước và không kém phần xúc động. Đáng chú ý, Việt Hương không khỏi tò mò trước màn hợp tác ăn ý của nam em Thuận Nguyễn. Nữ diễn viên dành lời khen ngợi vì xứng đôi của cả hai. Thậm chí cô còn ra sức đẩy thuyền, hy vọng tác hợp cho cặp đôi. Lúc hai người diễn, chúng tôi có ngồi nói lén rằng nếu họ lấy nhau